Yes, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với siêu nhân gameplay và cùng đến với Minecraft Survival. Đây là tập 4 trong cái series mà mình chơi hôm ngày trước và đã lâu lắm rồi. Mới hôm nay mình mới ra. Hôm nay mình quay lại cùng với bạn Đôn Anh Khoa, bạn Black Goku. Yeah. Và trong khi xem, nếu mọi người cảm thấy series cảm thấy Minecraft của mình hay, có thể like và share ủng hộ mình nhá. Rất là cảm ơn mọi người. Và hôm nay sẽ là tập 4. Trong mấy cái tập trước thì có mình chơi thôi. Với lại cái địa ngục của mình làm ở cái chỗ nhà cũ ấy, nó xuống một cái hố nham thạch, thế là mình quyết định chuyển nhà và rủ thêm bạn Anh Khoa chơi nữa. Nếu ai mà muốn chơi cùng mình có thể comment ở dưới video để mình đưa link server nhá. Ok, làm sao lên đây em ơi? Đắp lên ơi. Ok, em lên trước đi. À đâu, phải đào hai một đứa một đường ý. Ở đây nhiều sỏi lắm mọi người ạ. Trượt một phát là chết toi luôn. Phải đào hai đứa lên, mình làm cổng địa ngục luôn. Hôm nay Ôi giời. Gì vậy? Đi xuống dưới kia tìm đường. Em ra cái nó bị lỗi rồi. Lỗi á? Ok. Đấy được rồi đấy. Cái gì vậy? Cái đất là gì vậy? Ui ơi. Sao làm sao lên đây? Nhiều sói lắm. Ui. Đi đào xuống và tìm chỗ đường khác mà ra đi em ơi. Thì bây giờ em đào cục đất thì cái anh ơi nó kẹt thêm cho mày rồi. Được rồi. Yeah. Bọn mình đã tìm được một cái hai mối và tìm được kim cương. Với đào được rất là nhiều, đào được hát diện tành để làm lại cái cổng địa ngục mới rồi. Ở cổng địa ngục cũ với nhà cũ mình vứt luôn rồi mọi người ạ. Yeah, một tí sắt lấy về làm. Đâu em đâu ơi? Em chạy đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đây nè, sau lưng nè. Dạ, dạ. Đường lên của mình, ở nhà thạch kìa. Chạy nè rồi. Dạ, ok. Ui, zombie này. Ui, gặp mấy con này sợ mày. Yeah, mày chết đi. Còn quái vật đúng. Dạ, nó chết rồi. Vàng này mọi người. Ui. Em đâu đây? Đi đào cái kia. Vàng này. Có nên đào vàng này. Rất là nhiều. Đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh bên này, anh bên cái hố nham thạch ấy. Ui. Em đâu? Tao. Đi rồi nè. Rơi xuống đấy. Lượn rồi rơi xuống đấy. Một mình đang ở dưới một em cái hang rất, rất là sâu. Và rất là nhiều lava. Đá gì đây? Đá đỏ à? Đá đỏ rồi. Là đỏ họ về làm nhà. Ô con nhện. Ơ sao lưng kìa, Holy shit. Mày có cái kia. Em còn cái gì ăn thôi, hết cái ăn rồi. Con này. Đừng có cho anh thịt thối nhỉ. Anh lượm chưa? Anh lượm rồi. Đi lên đi. Còn miếng thịt cuối cùng rồi này. Đi lên kiếm đi ăn đi. Đói lắm rồi. Đầu. Đào thẳng chỗ này lên này. Bọn mình đang ở tầng thứ 13 mọi người ạ. Đấy, lên. Đấy, gặp con skeleton nó bắn cho một cái thì. Bên này mình chưa đi hay sao ấy? Em ơi. Có phù rồi anh ơi. Chắc là chưa đi. Mình đi mình phải có đuốc cái nhỉ. Mình đi rồi. Em có. Vậy quay lại chỗ cũ rồi. Thử heo.
con rơi. Đây. Chị sao lên rồi? Có miếng thịt cuối cùng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ chỉ còn cách là đào thẳng lên thôi. Ui, con gì? Con đứng này anh. Vào đây. Không có gì giúp con nữa. Chơi luôn, chơi luôn. Đây, ê, đúng rồi. Cái đoạn đầu tiên mình xuống đây này. Lấy kia đây. Ui, con nữa kìa. Nhiều vãi dài mọi người. À, lấy khiên đỡ lấy gì đâu. À, lấy khiên đỡ chả được gì cả. Đúng không? Đi con. Hết thật rồi, thì hết thật rồi. Ây à. Có đường nước nè. Em lên, em đâu rồi? Đây. Đi lên đây này. Chỗ mình, lúc đầu mình xuống ở bên này này. Chị vừa lên bằng nước, mình xuống bằng nước mà. Nhảy xuống bằng nước mà. Đúng rồi. Có cái đường đâu? Đi sang bên kia, sang bên cái đuốc bên kia đấy. Zombie. Ui, nhà hai con này. Fucking zombie. Ui. Chết bà. Ăn thịt thối có được không nhỉ? Mình ăn thịt thối có làm sao nhỉ? Nó thì cái hình thành già đó nhiều hơn. Anh có rất là nhiều thịt thối. Đây sang bên này đào thẳng lên này em này. Ok, mình bây giờ bọn mình sẽ quyết định đào thẳng lên. Mỗi thằng một bên. Em bên kia đi. Em đào bên đây mà. Ờ. Ủa cái gì vậy? Sao anh nó cứ lắc. Ôi sao nó cứ nhảy điên. Đá anh ơi, đá trên đầu anh nè. Ôi, anh bị ngáo rồi. Đâu nhờ? À, đào thẳng lên. Ủa. Đấy. Yeah. Bọn mình sắp lên đến mặt đất rồi. Ý, sao lại phang cả anh thế? Mẹ bị lỗ thân ơi. Ui. Mà đây. Đù. Nhảy mãi lên. À, hết đá. Hết đá, anh còn này một đống này. Rồi, anh đang còn, anh còn. Trời ơi, hết đá lấy luôn quặng sắt mà. Đây này. Nè đây, em còn. Chơi đấy. Đá. Ok, anh bị điên rồi, anh nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Yeah. Anh bị làm sao nhỉ? Anh đâu rồi? Anh từ anh đang bị điên. Lên mặt đất anh ơi. Đợi anh với. Để anh vào lại nhá. Ok vẫn thế. Ui. Ô đến muốn gì. Ui sao anh cứ bị điên thế này. Ok. Được rồi. Ui, sao phang anh đấy? Cái đào đó còn lộn chúng anh rồi. Ôi, ôi. Lên. Em mắc rồi cơ. Ôi, anh sang bên này cho. Tối nay có đi xem pháo hoa đâu không? Tối nay có đi xem pháo hoa đâu không? Yeah! Rất là những cuối cùng đã mọi người, bọn mình đã thấy ánh sáng của mặt trời. Yeah, đây là...
là tập thứ tư của series survival của mình, nhưng mà bọn mình cũng lạc đường luôn rồi. What the hell? Zombie kìa mày. Sao bọn nó đứng ngoài không gian thế này? Hello, sao lại chơi mày? Sao lại chơi bọn nó đây? Ôi nhưng mà hết máu rồi, chạy đi. Em có máu. Mày, ôi trời ơi, giờ này hư cái kiếm. Đập mày luôn. Bằng tay luôn. Wow, con sói nó cắn Zombie. Anh lại xuống một cái hang quá. Nhìn cây của anh buồn cười lắm em ơi. Ơi, xuống đây có bị rơi không nhỉ? Ủa, đâu rồi? Cái của anh buồn cười lắm. Em thấy anh rồi. Đi tìm nhà về. À, đi kiếm cái gì ăn đã. Từ đây em lấy sắt thôi. Con Grapple kìa. Để anh chơi nó cho. Yeah. Ôi, gần chết. Nhận đầu sau. Ôi, gì vậy? Nhận. Mày fucking fuck you. Anh sắp chết rồi. Ôi, cái con gì bắn em ấy. Anh phải đi kiếm cái gì ăn rồi, anh sắp chết rồi. Yeah, rất là xin lỗi mọi người vì rất lâu rồi mình mới ra lại cái Minecraft mà mình chơi. Mình chơi hơi gà nên là rất là ít bây giờ đang còn zombie à. Rất là ít like với lại rất là ít share. Nhưng không sao. Và quan trọng vui là chính. Mọi người thông cảm với mình nhá, vì tại vì tầm 2-3 tuần rồi mình mới ra lại cái Minecraft này. Nếu ai mà muốn chơi cái server của mình thì chỉ được 12 người thôi. Ai mà muốn chơi thì cứ comment ở bên dưới mình đưa link server cho. Chơi chung cho vui. Đâu rồi? Anh bên này anh đang giết heo em ơi. Em ra ngoài đi. Nhìn này, cái máy của mình nó bị lag này, nhìn nó không rõ cả. Úi ơi. Đang còn à? Anh còn một đạn nữa là anh dính đòn, anh chết. Em trèo lên trên đi. Đấy đấy, anh thấy em rồi. Em đang chém con gì đây? Whipper này. Đâu rồi? Ngày trước anh chém con Creeper, anh giết được nó, anh được thuốc súng ấy. Anh về anh làm thuốc nổ thuốc rồi. Súng ấy. Anh để lên đầu giường. Anh làm cái quả TNT anh để lên đầu giường anh ngủ với nó. Mình làm cái quả TNT. Nhưng mà mình anh nào ở xe không thấy. Đó, anh đang giết lợn bên này này. Yeah. Bây giờ giết lợn xong rồi mình làm cổng địa ngục. Hôm nay mình sẽ đi xuống địa ngục luôn. À mình tối mình phải đi kiếm con Enderman. Nhờ. Tối đi kiếm con người Ender về mình kiếm cái ngọc. Nhưng mà anh không biết phù phép cái cung nó như thế nào. Phù phép cái cung với cái kiếm. Em đâu rồi? À cục xuống. Tới cái chỗ hang lại rồi, em lạc rồi. Where are you? Holy shit. Anh nhìn nấu thịt đó. Cô ăn sao đấy? Hả? Anh thấy rồi, anh nhìn nấu thịt đó. Ui, còn 2 viên kim cương. Còn rất là nhiều sắt. Than rất là nhiều. Bây giờ mình ăn thịt xong mình tìm đường về nhà đã. Nhớ nhà lắm rồi. Về tối còn đón giao thừa nữa. Ui, anh có đá lửa này. Yeah, con đã lửa luôn, tối làm được cái đấy đó. Cái gì nhỉ? Làm được cái đá lửa làm ra cái gì nhỉ? Làm ra cái gì mà như cái móc móc của bọn hải tặc ấy nhỉ? Cái đánh lửa. Ôi. À đúng rồi. Cái đánh lửa mà làm được cái gì ta? Xuống cổng địa ngục ấy. À đúng rồi. Cái này cung anh ơi. Mình giữ cung đi. À ok. Em có biết phù phép cái cung thế nào? Đun luôn cái kiếm. Kiếm anh hư rồi, anh có cái mới. Hai cái cúp đá luôn này. Hai cái cúp sắt chứ. Lấy cúp sắt mới. Trời, đã đỏ nhiều quá anh ơi, đã đỏ nhiều quá. Anh có 40 cái này. Ăn đi, ăn đi. Mọi người ăn tối với mình nhá. Em đang ăn thịt thối đấy à. Nhà mình có thiếu thốn thì đâu mà phải ăn thịt thối đấy. Vứt đi. Em hết. Dạ, lại có một cuối cùng, lại có cục tiền. Anh có 12 cái thịt thối rồi.
Đang chơi ở nhà hay là đang chơi ở đâu em? Đang chơi ở nhà hay đang chơi ở đâu? Ở nhà nữa. Năm tuổi mà bố mẹ đã mua à đâu? Em mới học lớp 5 đúng không? Dạ. Ôi, bạn Đôn Anh Khoa rất là giỏi mọi người ạ, mới học lớp 5 mà biết chơi mấy cái trò này rồi. Mình hồi lớp 5 mình chỉ biết chơi Pikachu với lại bắn trứng. Bố mẹ sắm cho hàng quả máy tính để chơi game thôi. Đây là máy tính của bố em. Bố em cho. Ok, anh đi tìm táo đi. Làm táo vàng. Táo nó ở cây sồi nhỉ. Đi về đi mày. Về nhà mình đi. Quanh quẩn ở đây thôi. Lấy thịt đi về nào. Wow, đá đẹp thế. Anh còn 40 cái này mới có. Về mình lợp nóc nhà bằng đá đỏ. Đập đầu cái bàn chế tạo đi. Bây giờ mình lại lạc tiếp vậy, nhỏ nhỏ lắm. Yeah. Có thêm bạn đồng hành ở đây, nhà mình ngay đây luôn. Yeah. Đây là nhà bọn mình mới xây cho nên nó nhìn nó chưa hoàn thiện cho lắm. Đi xây cổng địa ngục đi qua. Ok. Này, hai cục này thế này. Xây đi, anh đi làm ruộng. Anh làm ruộng. Anh đi kiếm táo vàng. Ô, anh được một quả táo rồi. Nhá. Yeah. À, anh đi nung sắt đó. Rất là nhiều sắt. Mình có rất là nhiều sắt mọi người ơi. Có 43 viên sắt liền. Nhảy lên xây đúng rồi, nhảy lên cái nữa. Hả, anh đi làm cái đánh lửa đó. Đủ rồi. Hả? Không đủ. Không đủ 10 viên là đủ mà. Đủ mà cái cửa này. Sao? Đâu rồi, anh xem em có mấy viên đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô, holy. Đâu, em xây nhầm rồi. Chỗ này là phải xây bằng đá này. Đúng rồi. Bấm cái gì mà Agun á. Hả? Không, Agun đấu với Gaia. Ừ. Đào đào cái trên cung đi. Đập người để em lấy cái gì. Ủa, đập với cái này thì mệt hết cả người. Đù. Hoa xây nhầm. Đây. Đây mới chính là cổng địa ngục của bọn mình. Đây. Holy shit. Ôi, hình như thế này lại không phải. Sao lại, à, đù. Wow, xây lên trên. Quên. Gì hết rồi. Hả, anh xây nhầm. Anh phải xây lên trên. Đù, à, chán quá. Chiều nay mình chơi GTA 5, mình mốt thằng Húc
nó đi sẽ phá hủy cái thành phố Los Santos. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem nhá. Được rồi em ơi. Anh bỏ chơi được luôn hả? Chiều nay anh mốt thằng anh mốt thằng Húc. Tôi sẽ phải anh cầu nhau không? Anh vào anh cất đồ ra. Lập nóc nhà đi em. Có hai cái cửa này. Nhiều thế. Táo này. Hôm nay tôi không mua được nước, tôi lấy đồng tiền của xe đạp. Có đâu xe đạp này, tôi không. Có chiếc xe đạp chủ sáng này không. Để cho bị câu này. Đi để trời tối anh em mình đi kiếm Enderman nhá. Ok. Anh đi làm ruộng nhá. Được. Đây sẽ là cái khoanh ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh của hai đứa chúng mình. What the fuck cái gì đây? What the fuck? Đợi, thế có đợi được quả dưa hấu lên đầu không? Không, cái này là bí ngô. Bí ngô không ăn được à? Không. Đấy là chỉ dạy cho những người Halloween, ngày lễ Halloween. Yeah. Sắp tối nay mình với anh Hòa sẽ quyết định đi anh. Mình với Black Goku sẽ đi fuck ở đâu sẽ đi sẽ đi giết Enderman. Nhưng mà chưa biết giết thế nào. Tại không có người thôi. Ủa gì? Đây, không rơi quả táo. Có đâu. Ủa trời tớ. Tớ chịu hết được. Tớ chịu hết tất cả phân nữ. Được như vậy. Hả? Mình sẽ đào cái quay cái cổng địa ngục này. Mình cho nó lơ lửng. Ôi nó hoa hồng trắng. Ủa, ở đây nghe cả tiếng con gát với lại con piton. Redstone. Ôi nhiều đá đó thế. Điền vãi đấy. Đời ơi đời. Để lắp lại. Ui cả con lợn này. Cho con lợn này xuống địa ngục luôn nhá. Mày. Quay lại đây. Quay lại. Đúng rồi. Quay lại. Mọc cái xích theo. Đúng rồi. Xuống đi em. Quay. Đi đi đi. Sao mấy kia. Đúng rồi. Ui. Chạy sang. Mình cho con lợn xuống đi cùng nhưng mà không thành công. Mình đi làm việc cây đúng không? Cục à cả đá xanh nữa kìa. Nhiều thế. Đúng không? Mình chưa làm không? Đi cày nào á, à, thành tựu đi cày nào. Server Pro. Mình đang chơi server trên cái server Pro gì ấy. Vào cái này đợi lâu vãi đái là đợi cả tiếng đồng hồ mới được một trận. Yeah. Đây là những hạt giống đầu tiên. Hạt giống đầu tiên. Chui vào kia đi. Đồ ngu xuống địa ngục mở. Anh dẫn mấy con lợn vào địa ngục nhưng mà nó không chịu vào. Đi đi giết Enderman nào. Từ bên này là mấy cái. Đường này, đường ăn được không? Cung này. Mình lấy cung đi theo. Để cất cái cúc kim cương đi. Cất cái cúc kim cương đi. Ui, nhiều thế. Chơi hẳn một cây sắt luôn à, nhà có điều kiện đấy. Làm cái giường thì giường sắp đầy rồi. Làm cho
cất hết mấy cái này ở nhà. Nhiều đồ quá. Chuẩn bị hành quân nào, hành quân nào. Ui lợn, cho nó vào nhà nhốt nó lại luôn. Tránh ra nào. Đâu, hoa chui vào nhà đi em. Vào nhà đi. Vào nhà, vào nhà, vào nhà. Đi vào nhà đi. Ồ, lợn ngu ấy. Chui phát là sang thế giới bên kia luôn. Đi, đến cậu. Ui zombie kìa. Đợi nó luôn. Chui. Hello zombie. Fuck zombie. Yeah, lên. Yeah, yeah. Oh, anh tiêu diệt được một con rồi. Ok, đi phải đánh dấu ấy, tí lại quên đường về nhà lại khổ đời đấy. Kìa đấy kia có con creeper kìa. Đi loanh quanh này thôi, hôm qua anh thấy con anh có thấy con đấy rồi, con đâu em đâu đây? Đây xuống cái hồ mà có hai con sói nó đang tắm kìa. Hai con sói điên nó đang tắm kìa. Tụi anh thấy một con zombie bên kia rồi. Hôm qua anh thấy con Enderman nó ở bên đâu đó quay đây mà. Yeah yeah, anh nhảy xuống hồ rồi. Em đi thẳng trước mặt nhà mình ra là thấy anh. À em thấy rồi. Wow sáng đấy. Cát này rồi, lấy cát này rồi. Lấy cát làm gì? Để làm thủy tinh á. Làm kính. Ờ, làm thủy tinh đi. Đi đi, giết con creeper làm thuốc nổ á. Wow, hôm nay chúng ta sẽ là những chiến binh đi tiêu diệt zombie. Thợ săn tiền thưởng Monty Hunter. Oh no. Gì vậy? Nó ra nó chờ thật ngay đằng sau mình. Mà sao không gọi, không gọi. Ô bên này có cái hang này em này. Bên này có cái hang này. Xuống xuống đây kiếm cái mod spawner. Hết rồi. Nói gì hết. Khó vậy sao? Tìm cái con quái quỷ thì khó vậy sao? Trong tập sau thì bọn mình mới xuống địa ngục mọi người ạ. Mọi người nhớ theo dõi tập tiếp theo để xem cuộc hành trình dưới địa ngục của mình và Black Cuckoo nhá. Đâu em đâu rồi? Ui rất là nhiều hạt giống. Cầm thịt đi đập về. Ở chỗ mình không có bò chứ mình đi mình quay lại nhà kia. Quay lại nhà đi mình phải quay lại nhà mình đi sang bên kia ốc của sói rồi. Hello sói. Xin chào sói. nó lùa đây, nó gọi cả đàn, nó lùa, nó giết chết đấy. Ui anh gặp zombie rồi. Lên đây chơi nó mày. Ú cả con con gì nhỉ? Skeleton nữa kìa. Skeleton. Ui hai con nữa. Chơi nó đi. Tần này. Ui đu vừa đi. Em ơi chạy đi. Đằng sau kìa. Rồi anh chơi con zombie cho. Mày nhờ. Mày chơi ạ, chơi ạ, chơi ạ. Ui giờ skeleton ra. Em ơi trên này này hai con liền. Ngoài mình sẽ bọn mình sẽ đi chơi chiến đấu quyết chiến với bọn zombie khốn nạn này. Đủ quá. Đủ quá. Đủ quá.
đâu lại đây cứu anh với. Con sói nó đi đánh con cây đất tần kìa mọi người. Mọi người thấy không? Nó lùa con cây đất tần kìa. Nó lùa nó chơi con cây đất tần kìa. Đấy đấy đấy. Mày chơi bay sói à? Mất vất dậy. Con chó, con sói đi heo em ơi. Đâu? Em định lấy nó về làm ơ bò kìa. Ui em chơi sói à? À đâu, ê nó lùa cho cái nó tần mọi người sói. Bỏ đất. Ê, cứ tưởng coi con gì. Chém chết đấy. Nổ phát mạnh đấy. Em không lấy khiên mà đỡ lại. À, có bò. Hello bò. Xin chào bò. 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 Trời sáng rồi. Và mình chưa làm được cái quái gì hết. Mình đã đánh nhau với mấy con zombie. Uầy, mạnh thế. Săn bò. Mở khóa thành tẹo. Săn bò. Em đâu rồi? Đây. Xuống giết mấy con cừu về làm về làm tranh treo nhà. Holy. Anh bắt đầu quên, chúng ta bắt đầu lạc đường rồi đấy. Và chúng ta bắt đầu lạc đường. Đi về này, lạc đường rồi. Xuống dưới đây giết con cừu đã. Anh thấy con cừu rồi, đấy. Làm về làm bức tranh. Làm bức tranh treo Tết. Về làm bức tranh treo Tết. Và à anh phải đi chặt cái cành đào về. Chặt cành đào về cho Tết đi. Chặt nè nữa đây rồi. Hả hả? Cù. Cù anh giết bà. Lấy được rồi, lấy được rồi. Anh giết bà con rồi. Anh phải lấy hoa về đây. Đây đây lấy hoa về chế chơi Tết. Lấy táo về bày mâm ngũ quả. Đi về đi. Anh quên mất đường về rồi. Rất là sao lúc nãy mình đi mình lại không đánh dấu nhỉ? Đi sang đi thẳng sang bên này này. Đúng mà. Hello zombie. Hello. Nó ra trời nắng là nó bị cháy. Hello bò. Xin chào bò. Xin chào bò. Đúng mà rất là. Chơi trong điện thoại hả? Rất là holy shit. Bây giờ thì xong đời chúng mình đấy, coi như là xác định đấy. Ủa yeah. Có tham gia nữa kìa. Ai đây? À chắc là anh không à, chắc là bạn Jackie à? Anh có đưa cho thêm một người nữa. Ai đây? Chơi đẹp quá, cái gì? Cái gì xem bạc đồ lại nè. Thôi luôn nè. Chưa mà. Em đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh không chẳng biết anh đâu. Lạc mất nhau rồi. Từ đây em ơi. Đủ. Mà chả biết thằng nào. ABC. Thế hả? Chắc là thằng Tây nào nó vào server của mình sao nó lại biết được nhỉ? Holy shit. Em đâu rồi? Anh đâu cũng đâu rồi. Họ hết tôi lấy rồi. Quay lại cái chỗ lúc này mình giết kill đi. Đứng im đấy, anh sẽ quay lại. Anh tìm em. Ôi lạc rồi. Bây giờ chỉ có cách là chết chết đi rồi mới về được nhà thôi.
À em thử viết cái lệnh mà không rơi đồ đi. Em không biết chính gì đó, em quên rồi. Ê, Kíp. hai cái con kìa. Cái gì không? Hôm nãy hết, đâu rồi? Không có, không có. Kìa, thấy anh nè. Em thấy anh ơi. Làm qua hả? Chứ. Bấm TB. Anh đứng yên chỗ đó đi anh ơi. Nè Ok. Cái thằng kia là thằng cùng Tây hay sao ấy? mà. Ai hỏi nó tiếng Việt nó không biết trả lời. Nó vào nó đi đốn gỗ ở trong server của mình. Thật điên. Đi đi đường này về này. Đi theo anh. Đây bây giờ chỉ có cách là chết đi rồi anh em mình mới về được nhà thôi. Việt Nam về thôi à. Có một người vào server của bọn mình mà Ô nó lên rồi. cừu giết rồi. Bây giờ anh muốn về nhà vừa kiếm được thành tựu bắt đầu chế tạo thằng này. Ủa anh đâu nữa Ô, anh chạy em coi mà, anh chạy em trước em mà. Tay lê lại cho anh đi, anh thấy nhà rồi. Em đâu đây? Chuyện anh nè. Đây đây đây. Ồ, thấy Đi đi thẳng đường này về nhà này. anh kia là thằng nào muốn xe vợ đi bạn. Tối quá giờ tối rồi. Đặt Ôi. một tối rồi không? Đủ mà không biết thằng nào lại vào server của mình. Thằng ấy thằng Tây nó không biết nói tiếng Việt. Ui cái hang kìa. Thấy không? Trong đấy kiểu gì cũng có cái chỗ đẻ ra rất là nhiều zombie. Chắc cái lòng xin chảy như bi á Ừ, nhiều đồ. Vào đây chơi. Wow, ui. Tí chết. Rộng lắm em ơi. nè. Holy shit. Thôi nhưng mà mình tìm đường về nhà đi. Hay là mình xuống đây. Ô đi. Thôi đi gì vậy anh Con chó đi nghe bọn. ơi. Sao em lại có con chó đẹp thế? Đâu rồi? Anh đang trèo lên Con này. kia nó mình. Quay lên, quay lên đây. À không, nó em nói con chó không em lộ. Trời Đù nó quá. chết. Sao? Mình bị lạc thật rồi em ơi. Bây giờ chỉ có cách chết thì mới về được nhà thôi. Chết lại mất hết đồ. Chết rồi mất. Ủa cái hang nữa này. Ui. Ô không phải. Ui tí đập vào con sói. Mình đi vòng vòng ấy, mình lại tìm được nhà cũ của mình này. Cái điều khốn nạn nhất là vậy nó đi khai Rồi đi khai ngói. mỏ luôn tay. Thằng gáo vào server mình. Thôi kệ nó đi. Tí nữa anh em mình gặp nó, anh em mình đập chết nó luôn. Anh mình chém nó chết luôn. Lấy đồ đó luôn. Ê, để anh đi tìm cái lệnh mà viết viết chỉ. Ok, tiếp tục. Có học đồng rồi. Được tới mà. Được. Có gì có. Câu lệnh không xác định. Sao lại câu lệnh không xác định? Ô, con sói xám này. Sao con sói này nó cứ đi theo em suốt vậy? Cho nó ăn mà. Em cho nó ăn kiểu gì? Cho nó Anh cho một con ăn thế nào? à, lấy cục xương á nè. Con Lơ nè. thịt. Nó Ôi được tìm. rồi. Ơi, 4 quả tim. Fuck.
đi theo dạo ha, có để rồi để nó đánh bọn bọn quái vật, cho mình cho nó ăn thật nhiều lên để cho nó ăn thịt thối được. làm cho người ăn nó không đi cho nó ăn xương à, bố muốn làm cho xấu gì chứ không cho nó ăn xương gì, không có con gà. Đừng có giết nó. Mình lạc đường rồi. Khổ đời mình rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ anh nói thế này nhá. Bây giờ là anh đưa đồ cho em. Anh đưa đồ cho em rồi anh chết đi anh về nhà xong rồi em tele có về được đến nhà không? Được, ở điên rồi. Nó là anh Ok. về đi em. Đứng đây Thôi anh biết ném chứ ra. mà. Đứng đây anh ném ra. Anh yếu là một thể thôi cho nên rồi. Anh ném thế này nó mới hồi hộp. Không về nhà được là em xong luôn. Yeah, tạm biệt Đọc anh hết nhá. chưa? Anh đi tự tử đây. Anh Đọc đi đập. rồi. Anh đi chết đây. Anh không muốn sống nữa. Anh chết đây. Holy shit. Đúng không? Làm thế nào để chết nhỉ? Chết mà cũng khó nữa, khăn nữa. Chặt mấy con zombie được chứ? Anh chả thấy, lúc Ờ, này mới... em chiến không? À đúng rồi, nhưng mà anh chạy mất tiêu rồi. Ngu nhỉ? À, em thấy anh rồi. Đấy, xuống đây chém giết Đây, anh. đây, đây. Giết anh Em đi. Ui, ui, đi về đi rồi. Tại Yeah, anh đã về nhà rồi, tele về nhà đi. Siêu Từ nhân đây Nam. sao hả? Siêu nhân Nam đã bị giết bởi Đôn Anh Khoa. Ai? Cô giáo không? Cắt rồi. Đừng bảo là không về được nha. Về được không? Tay mình đó. Nói là từ từ. Chị Dương Cô giáo không? Phải cô giáo. Rồi em. Em Mày không không về được thì em tự Đây tử luôn đi. tưởng nữa là Ok. xong luôn rồi này. Mình ở nhà mình đang còn nhiều đồ mà, sợ gì. Từ từ nữa đem bấm cái này cái. Ừ bấm đi. Ui. Thằng kia nó bị skeleton bắn chết rồi. Đủ hết zombie xung quanh nhà. Holy shit. Zombie. Nó trời heo. Em thoát ra ngoài ấy, vào em thoát ra ngoài em gõ lệnh, có lệnh Minecraft ấy, có lệnh Minecraft xong rồi em copy em vào từ bên này thì có coi như quy tông rồi giống vậy rồi con sói cố lên cố lên sói ô sói sợ mày ngoan quá ơi con kia nữa còn Sói nó đánh nhau với Sói nó đánh nhau với Skeleton à. No! No! Cái gì Không đấy? về gì nữa. Tao giết nó rồi, nên giết sói em rồi. Kiếm một khác. Từ từ bên này em chạy cái. Không về được à? Nói đi. Lấy ông đọt cây đi. Anh không đọt cây mà. Bị bắn rồi. Biết sơ sơ thấy sơ kỳ đắp sơ Stray, Stray là con gì? Stray là con gì? em người chưa em đâu biết được đó Thằng kia nó lại bị bắn rồi. Rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp nó trong cái map của bọn mình. Ô con zombie. đó
anh từ từ. Từ từ em từ từ đi cũng được, anh đang làm mà. Thôi tôi biết gậu rồi, cái này nhanh hơn, tôi biết gậu thải đi. Copy á. Hay anh đang làm, anh đang chuẩn bị ma chay ở nhà rồi à. Không được anh ơi, bây giờ anh làm chuẩn. Cái thằng gì rồi nó kiếm chung á. Không được gì vậy. Tự cử đi em ơi. Bỏ hết đồ vào một cái giường ấy. Xong rồi mình tự tử đi thế. Bỏ đi nguyên lý. Rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp lại. Và còn 10 phút nữa server của bọn mình sẽ kết thúc. Về đi xuống địa ngục chơi đi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào. Thật là điên rồ vãi. Điên rồ vãi. Có đúng không? Cắm sáng lên. Em xây một cái cột đá cao lên tít trời ấy. Xong rồi em nhảy xuống. Đã bị ghép hơn nó tung với cả hàng kia kìa. Thời kia chết thoải ấy. Đây thì anh đi làm áo giáp cho em. Nó chát cái gì kìa. Nó chát cái gì với em kìa. Nó chát cái gì với em kìa. Nó sai cái gì với em kìa. What? What? Fuck you cái xem. Fuck you cái xem. Đây bóng chì nô. Ok. Chào nó chơi với. Chào nó chơi với. Hỏi nó ở đâu đến, where are you from? Anh lắm đi, em không biết. Em biết chết cái gì chứ. I don't know. Ôi em chết đi. Ôi con. Ôi con cái khiên. Chưa có cái khiên. What? Gì đi vợ mày. Ê nhắn cho đồng chí ai con nó. Nhắn cho đồng chí biết chí ai con nó. Bỏ bí hồn thì tử. Bỏ cây đi, bỏ cây đi. Lâu về thế. Đúng đi cùng. Làm sao phải đi cùng. Lại bị giết rồi. Mấy thanh niên đi lạc đường là tự tử đến về nhà. Chán đời vãi. Đập cái cửa đi, xây lại cửa mới em. À mình thấy xây thế này cũng được mà. Cần gì phải đập. Còn có mấy phút nữa là hết giờ thôi. Nó đã hỏi em kìa. Cái thằng kia nó cứ gọi em xuất kìa, cái thằng Tây. Đấy được rồi. Bấm bắt tiếp. À, cửa ngon đấy. Cửa gì đấy. Em là cửa bằng gỗ gì. Gỗ bạch dương. Nhìn sang chảnh hắn nhỉ. Wow, một đống ngọc ruby của mình, ngọc lục báo của mình. Đù. Em cứ để đồ vào một cái hòm nào đấy không đấy.
đây từ ai cho mày. Đây đây đây. Cái từ lên tay không? Sắt sắt ra mày giống cái cửa. Không. Không mày. Không. Trông hỏi Diu. Ú đu. Anh cứ tưởng em. Đu anh bị cháy. Ú ăn cái kìa. Ô đây đi. Ủa anh chỗ anh cứu được à? Mày ơi, vô lại gì? Mày này không? Vừa, có một số chữ không nhé? Tao phải hằng thằng đồng nước tuyệt ta. Ờ này. Nãy giờ nữa. Em nghe những cái tiếng kia thì lao. Là người. 5 phút nữa hết giờ xin. Rất là buồn. Tối tối qua gọi chơi không không được. Đây. Tối qua. Ủa? Tối qua anh gọi mấy đứa chơi. Mấy đứa chơi nhưng mà chả đứa nào trả lời, thế là anh ấy đang ngủ luôn. Cái đứa này là ai vậy? Ôi, sự kiểu... Lượng, chứ. Em đâu đây, đi đâu đây? Bên đây. Ú đù. Nhảy vào cái đâu anh? Đây vào đây làm kiếm này. Đang còn sắt này, đang còn kiếm đây, đang còn kiếm này này. Kêu chịu đồ đấy của lại đây bảo chửi cái đó ok thật điên anh vô lại ok anh đi ngài ok còn là mấy phút nữa rồi này đi trồng nốt mấy cái này xong rồi mình sao bây giờ đi đâu cũng phải đánh dấu lại không người chết toi này hình gì nãy mình chơi mình đúng tốn hình như là mình ở bên kia hình như lúc nãy là mình ở bên kia mình đi thẳng ra bên kia đủ mát xong rồi lạc đường mình sống địa ngục chơi không còn có 5 phút nữa tốn lộn rồi. Đi xuống đi ngủ chơi không? Không đủ đàn rồi. Ê, nói cho nó coi chừng nó kiếm được nhà mình mà nó hôi tủ. Cẩn thận anh ơi, nó kiếm nhà mình là nó hôi hết của nhà mình luôn rồi. Ê. Mình mà thấy nó mình giết chết nó luôn. Ủa thằng... Sao? Con người với nhau mà sống. Nói cho nhà đi tìm được, con nước rồi đâu. Ê, lỡ thấy cái gì? Ok còn 5 phút nữa là server của bọn mình kết thúc. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của series Survival Minecraft. Bây giờ giữa trưa mà có cả skeleton. Có đâu. Ui, anh có 2 quả táo rồi. Tí nữa. Em ăn thịt thối à? Sao khổ thế? Tí nữa anh chỉnh lại cái server. Ủa? Chắc là tối chít rồi. Để biết được lệnh. Anh còn xương không? Anh đưa cho em hết rồi còn gì? Chết rồi. Để cho anh cái hương luôn đi. Hương. Anh đi trồng nốt. Em đi đâu đây? Sao tiếp lại? Tiếp tiếp lại. Không trả lời đâu. 1 phút nữa. Ba em nhá, anh ra trước đây. Em chuẩn bị mà chiến đấu với thằng kia đây. Đó, lúc nào mình ra thì... Đây không.
Lúc nào mình làm cho qua đằng kia. Lúc nào mình ra thì nó cũng bị đi ra ngoài mà. Giết một mình được rồi, lâu nãy giờ thấy luôn nó chết đi. Lúc nào mình ra ngoài thì nó cũng bị đi ra ngoài mà thằng đấy. Support. Quá. Ủa sao kìa. Quá kìa. Thật ra một nó bị điên rồi. Thế là thôi nó diễn ra đâu. Yeah. Hai. Ủa sao? Hai quăng. Tôi là trên núi hả? Ôi, ôi, dễ rồi. Rồi, xin vừa hết rồi anh ơi. Tối chơi nhá. Tối dài không chơi nhá. Ok.